Chào các bạn, mình là Thỏ Mập siêu cute của Tech Zone Studio. Các bạn biết không, đi qua những ngày mưa, Thỏ mới yêu thêm những ngày nắng. Phải nói là dạo gần đây ngoài trời mưa nhiều, các bạn có ra ngoài nhớ mang theo áo mưa nhé. Còn nếu không biết đi đâu thì thôi ở nhà xem video của Thỏ đi. Bởi vì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc VivoBook S thành viên nhà Asus với thiết kế đặc trưng, mỏng, đẹp và nhẹ. Trước mắt các bạn là cục thịt ba rọi một ký gử chắc nịch. Mình nói như vậy bởi vì máy được làm từ hai chất liệu, nắp trên nhôm và đáy nhựa. Một ý tưởng thông minh cho việc vừa tối ưu trọng lượng lại vừa sang chảnh. Phần nắp nhôm làm dạng phay xước kèm logo Asus móc bạc. Phần nhựa giả kim như thật nhưng dễ bị trầy. Mà đâu có sao, quan trọng là phía trên thôi chứ ai mà quẩn đâu mà lật nhỏ lên soi mói làm gì. Đặc biệt S15 sở hữu chip K-Black R. Đây là chip thế hệ thứ 8 mới nhất, có mã số bắt đầu là 8. Ví dụ như chip của S15 này là i7-8550U, đồng thời nâng cấp từ 2x lên 4x cho tốc độ mượt như cây lược. Tuy nhiên với những người thường làm video, hình ảnh, giải thuật hay là xử lý một lượng dữ liệu lớn mới cảm thấy rõ sự khác biệt. Còn với những thao tác văn phòng thì không khác gì mấy. Dù vậy đây cũng là một sự cải tiến mới cho S15. Sản phẩm Asus và nhiều hãng khác gần đây đã bắt đầu khai thác triệt để kiểu màn hình Nano X siêu mỏng. Và cứ cái đà này mình đoán trong tương lai, viền màn hình mỏng có thể nào là yếu tố bắt buộc trên laptop, cũng hay mà. Màn hình 15,6 inch, độ sáng bình thường, tấm nền IPS cho góc nhìn tốt. Với màn hình này, phù hợp cho nhân viên văn phòng hoặc là học sinh sinh viên hơn là edit hình ảnh. Loa cho âm lượng lớn, chất âm trung bình, bass yếu nhưng có thể xài thêm Sonic Master mô phỏng tiếng bass nghe cũng ok. Các bạn nên nghe âm lượng từ 70% trở xuống thôi, vì lên nữa nghe hơi chói. Còn một cách đơn giản nữa là gắn tai nghe vô. S15 không phải để chơi game nên nhiệt độ cao nhất của máy cũng chỉ ở mức ấm ấm có thể để lên đùi sử dụng được. Được một cái nữa là touchpad của máy khá chất lượng. Bề mặt phủ kiến, nhạy, hỗ trợ đa điểm. Phía trên góc phải còn có một ô cảm biến vân tay một chạm, đăng nhập nhanh khỏi mất công phải đánh mật khẩu. Rất thích hợp với những người lười đánh bass nhưng lại thích khóa máy như Thỏ. Bàn phím dạng chiếc LED, cứng cáp, đèn nền 2 cấp độ sáng. Nhưng nói thiệt là mình gõ bình thường không có gì đặc sắc, dễ bị hụt tay. Còn một cái dễ gây ức chế nữa là phím Delete đặt kế bên nút nguồn. Oh my chuối, phải mất một thời gian Thỏ mới làm quen được với cái nút này. Asus hơi tiết kiệm khi làm một cổng USB 3.0, một USB Type-C không Thunderbolt và hai cái USB 2.0 luôn mới chịu. Khe thẻ SD, HDMI và cổng dùng chung audio micro jack. Vì là laptop văn phòng nên pin cũng cho năng suất khá, nhưng cũng không đạt tới mức 8 giờ như hãng công bố bởi vì còn tùy vào nhu cầu sử dụng. Định hướng laptop dành cho di chuyển và văn phòng nên cấu hình của nó vừa đủ, không thừa không thiếu. Được cái khả năng nâng cấp linh hoạt vì có khe M2 để gắn thêm SSD, nhưng chỉ hỗ trợ cho M2 SATA 3. Asus đã cố gắng đưa những điểm đặc trưng của dòng ZenBook cao cấp xuống dòng VivoBook và kết quả là chúng ta có màn hình viền mỏng, touchpad đa điểm xịn, cảm biến vân tay một chạm và cấu hình cực kỳ hợp lý, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng hướng đến văn phòng, học sinh và sinh viên. Asus VivoBook S15 được bán tại TechZone hiện có hai phiên bản vi xử lý là i5-8250U và i7-8550U, RAM cao nhất 8GB, bộ nhớ trong nhiều sự lựa chọn SSD, HDD hoặc cả hai. Khai đồ họa 3 sự lựa chọn, cao nhất GeForce MX150 với mức giá thay cấu hình từ 15.500.000 đến 23.490.000. Chi tiết xem tại website techzone.vn.